Cô chào tất cả các em. Thế là chúng ta đã kết thúc xong học kỳ 1 và bước sang học kỳ 2. Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta hai bài chính tả ở tuần 19 và tuần 20. Đó là bài Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực và bài Cánh Cam lạc mẹ. Qua hai bài chính tả ngày hôm nay, các em cần đạt các mục tiêu sau. Mục tiêu của nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực, nghe viết chính xác bài Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực. Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt R, D, G, G hoặc O, O. Mục tiêu của bài Cánh cam lạc mẹ. Nghe viết chính xác bài Cánh cam lạc mẹ. Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt R, D, G, G hoặc O, O. Đây là Nguyễn Trung Trực. Ông sinh năm 1838, mất năm 1868. Tên thật của ông là Nguyễn Giang Lịch và để hiểu rõ về ông hơn, cô trò chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài chính tả nghe viết Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực nha. Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực. Nguyễn Trung Trực sinh ra trong một gia đình làm nghề chài lưới trên sông Vàm Cỏ. Năm 23 tuổi, ông lãnh đạo cuộc nổi dậy ở phủ Tân An, nay thuộc tỉnh Long An. Đội quân khởi nghĩa do ông chỉ huy đã lập nên nhiều chiến công vang dội khắp vùng Tây Nam Bộ bị giặt bắt và đưa ra hành hình, ông khảng khái trả lời viên thống đốc Nam Kỳ. Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Em biết gì về Nguyễn Trung Trực? Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, năm 23 tuổi, ông lãnh đạo cuộc nổi dậy ở phủ Tân An và lập nhiều chiến công ông bị giặc bắt và bị hành hình nhà yêu nước nguyễn trung trực đã có câu nói nào lưu danh muôn đời đó là câu nói bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam thì mới hết người nam đánh tay sau đây các em hãy cùng cô tìm các từ khó có trong đoạn viết nhé nhà yêu nước nguyễn trung trực Nguyễn Trung Trực sinh ra trong một gia đình làm nghề chài lưới trên sông Vàm Cỏ. Trong câu này ta có từ chài lưới. Năm 23 tuổi, ông lãnh đạo cuộc nổi dậy ở phủ Tân An, nay thuộc tỉnh Long An. Đội quân khởi nghĩa do ông Chỉ Huy đã lập nên nhiều chiến công vang dội khắp vùng Tây Nam Bộ. Trong câu này ta có từ vang dội. Bị giặc bắt và đưa ra hành hình. Ông khẳng khái trả lời viên thống đốc Nam Kỳ. Trong câu này ta có từ khẳng khái. Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh tay. Thế là trong bài ta tìm được các từ khóa sao Chài lưới, vang dội, khảng khái. Ngoài ra trong bài còn có các chữ số và các danh từ riêng chỉ tên người, tên địa lý cho nên khi viết các em cần lưu ý nhé sau đây các em hãy cùng cô tìm hiểu nghĩa và phân tích các từ khó nhé chài lưới đây là hình ảnh một người đang chài và hình ảnh thứ hai là mọi người đang cùng nhau kéo lưới vậy chài lưới là chài và lưới tức là chỉ nghề đánh cá trong từ chài lưới các em lưu ý ở tiếng chài có vần ai, có âm cuối là y ngắn. Chúng ta sang từ thứ hai. Vang dội. Vang dội có nghĩa là vang và dội lên mạnh mẽ, truyền đi rất xa, rất rộng. Trong từ vang dội, các em lưu ý ở tiếng vang có âm đầu là vờ, ở tiếng dội có âm đầu là giờ. Cô đặt câu để giúp chúng ta nắm rõ nghĩa hơn. Đọc cùng cô tiếng chiên trống vang dội trong khu rừng chúng ta sang từ cuối cùng khản khái có nghĩa là có khí phách cứng cỏi và kiên cường không chịu khuất phục trong từ khản khái các em lưu ý cho cô ở tiếng khản có vần an có âm cuối là ngờ thế là cô trò chúng ta vừa phân tích và tìm hiểu nghĩa từ khó xong rồi sau đây các em hãy cùng cô đọc lại các từ khóa và đọc lại toàn bài một lần nhé. Từ khó, chài lưới, vang dội, khảng khái. Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực Nguyễn Trung Trực sinh ra trong một gia đình làm nghề chài lưới trên sông Vàm Cỏ. Năm 23 tuổi, ông lãnh đạo cuộc nổi dậy ở Phủ Tân An, nay thuộc tỉnh Long An. Đội quân khởi nghĩa do ông chỉ huy đã lập nên nhiều chiến công vang dội khắp vùng Tây Nam Bộ, bị giặc bắt và đưa ra hành hình. Ông khẳng khái trả lời viên thống đốc Nam Kỳ, bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Các em hãy hoàn thành cho cô bài viết này sau cuối buổi học nhé. Còn bây giờ hãy cùng cô thực hiện các bài tập sau. Bài 2. Tìm chữ cái thích hợp với mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh bài thơ sau. Biết rằng ô chứa số 1 gồm các chữ r, giờ hoặc z. Ô chứa số 2 là chữ o hoặc ô và có thể thêm dấu thanh thích hợp. Bài tập yêu cầu chúng ta là là tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô trống. Và đây là bài thơ các em hãy cùng nhau thực hiện với cô nhé và đây là kết quả của cô các em hãy đọc cùng cô và đối chiếu xem mình có thực hiện giống cô hay không nếu bạn nào thực hiện giống cô Cô gửi lời khen bạn ấy nhé. Tháng riêng của bé Đồng làng vương chúc heo may Mầm cây tỉnh giấc Vườn đầy tiếng chim Hạt mưa mãi miết trốn tìm Cây đào trước cửa liêm diêm mắt cười Quất gom từng hạt nắng rơi Làm thành quả những mặt trời vàng mơ Tháng riêng đến tự bao giờ Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào, theo đỗ quang quỳnh. Chúng ta vừa thực hiện xong bài tập 2 rồi, sau đây hãy cùng cô thực hiện tiếp bài tập 3 nhé. Bài tập 3 A. À, tìm tiếng bắt đầu bằng R, giờ hay G, thích hợp với mỗi chỗ trống. Bài tập yêu cầu chúng ta là tìm tiếng bắt đầu bằng R, giờ hay G, thích hợp để mà điền vào chỗ trống nhé và đây là đoạn văn chúng ta cần để điền vào các em hãy thực hiện cùng cô nhé và đây là kết quả của cô các em hãy đọc và đối chiếu xem có thực hiện trùng ý với cô không nhé làm việc cho cả ba thời có một con ve thấy bác nông dân nọ làm việc miệt mài từ sáng đến tối chẳng lúc nào ngơi liền tò mò hỏi bác làm việc quần quật như thế đi làm gì bác nông dân đáp tôi làm việc cho cả ba thời nên không thể ngừng tay ve nghĩ mãi không ra lại hỏi thế nào là làm việc cho cả ba thời bác nông dân ôn tồn giảng giải trước hết Tôi phải làm việc để nuôi thân Đó là làm việc cho hiện tại Nhà tôi còn bố mẹ già Làm việc để phụng dưỡng bố mẹ Là làm vì quá khứ Còn làm để nuôi con Là dành dụm cho tương lai Sau này tôi già Các con tôi lại nuôi tôi Như bây giờ tôi đang phụng dưỡng cha mẹ Chuyện vui dân gian thế giới Chúng ta vượt thực hiện xong bài thứ ba rồi Các em hãy xem mình có thực hiện trường ví với cô không? qua đoạn viết này chúng ta thấy được người nông dân rất chăm chỉ và cần cù phải không các em? vì thế là học sinh chúng ta phải cố gắng chăm ngoan học giỏi để cha mẹ vui lòng nhé. cô trò chúng ta vừa thực hiện xong bài thứ nhất rồi và đây là bài chính tả thứ hai hãy đọc cùng cô. cánh cam lạc mẹ, cánh cam đi lạc mẹ gió xô vào vườn hoang giữa bao nhiêu gai góc lũ ve sầu kêu ran Chiều nhạt nắng trắng sương, trời rộng xanh như bể Tiếng cánh cam gọi mẹ, khảnh đặt trên lối mòn Bỏ dừa dừng nấu cơm, cào cào ngưng giả gạo Xén tóc, thôi cắt áo, đều bảo nhau đi tìm Khu vườn hoang lặng im, bỗng râm ran khắp lối Có điều ai cũng nói, cánh cam về nhà tôi, ngân vịnh Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài viết nhé. Chú cánh cam rơi vào hoàn cảnh như thế nào? Đó là chú bị lạc mẹ và đi vào một khu vườn hoang. Tiếng cánh cam gọi mẹ khẳng đặc trên lối mòn. Vậy những con vật nào đã giúp cánh cam? Đó là bỏ dừa, cào cào và sén tóc. Sau đây các em hãy cùng cô tìm các từ khó có trong đoạn viết nhé. Cánh cam lạc mẹ Cánh cam đi lạc mẹ, gió xô vào vườn hoang, giữa bao nhiêu gai góc, lũ ve sầu kêu ran. Ở khổ thơ thứ nhất này ta có từ gai góc. Chiều nhạt nắng trắng sương, trời rộng xanh như bể, tiếng cánh cam gọi mẹ, khảnh đặt trên lối mòn ở khổ thơ thứ hai ta có từ khảnh đặt bỏ dừa dừng nấu cơm cào cào ngưng giả gạo xén tóc thôi cắt áo đều bảo nhau đi tìm ở khổ thơ thứ ba ta có từ xén tóc khu vườn hoang lặng im bỗng râm ran khắp lối có điều ai cũng nói cánh cam về nhà tôi ngân vịnh ở khổ thơ thứ tư ta có từ râm ran vậy trong bài thơ ngày hôm nay ta có các từ khó sao gai góc khảnh đặc xén tóc râm ran sau đây các em hãy cùng cô tìm hiểu nghĩa và phân tích các từ khó nhé từ đầu tiên gai góc chỉ những khó khăn trở ngại cần phải vượt qua. Trong từ gai góc, các em lưu ý ở tiếng gai có vần ai có âm cuối là y ngắn, ở tiếng góc có vần ốc. Chúng ta sang từ thứ hai khảnh đặt. Nói gần như không ra tiếng. Trong từ khảnh đặt, các em lưu ý ở tiếng khảnh có vần an, có âm cuối là n, ở tiếng đặt có vần ắc, có âm cuối là cờ cô đặt câu để giúp chúng ta biết đúng từ đọc cùng cô cô ấy giảng bài nhiều đến nỗi giọng khản đặt lại chúng ta sang từ thứ ba xén tóc ở từ xén tóc các em lưu ý ở tiếng xén có âm đầu là sờ và đây là hình ảnh con xén tóc đấy các em ạ à. chúng ta sang từ cuối cùng râm ran có nghĩa là nhiều tiếng kêu hòa vào nhau rộn rã cô đặt câu để giúp chúng ta viết đúng từ hơn đọc cùng cô mỗi khi hè đến tiếng ve lại kêu râm ran khắp nơi thế là cô trò chúng ta vừa tìm hiểu nghĩa và phân tích từ khó xong rồi các em hãy cùng cô đọc lại từ khó và đọc lại toàn bài một lần nhé từ khó gai góc khảnh đặc xém tóc râm ran cánh cam lạc mẹ cánh cam đi lạc mẹ gió xô vào vườn hoang giữa bao nhiêu gai góc lũ ve sầu kêu ran chiều nhạt nắng trắng sương trời rộng xanh như bể tiếng cánh cam gọi mẹ khảnh đặt trên lối mòn bỏ dừa dừng nấu cơm cào cào ngưng giả gạo xén tóc thôi cắt áo đều bảo nhau đi tìm khu vườn hoang lặng im, bỗng râm ran khắp lối. Có điều ai cũng nói, cánh cam về nhà tôi, ngân vịnh. Và các em sẽ hoàn thành cho cô bài viết này sau cuối buổi học. Và các em lưu ý, ở bài chính tả ngày hôm nay chúng ta có bốn khổ thơ, các em cần trình bày cho đúng nhé. Sau đây các em hãy cùng cô thực hiện các bài tập. Bài 2 Tìm những chữ cái thích hợp với mỗi ô trống. A r giờ hay g vậy bài tập này chúng ta cần tìm những chữ cái thích hợp để điền vào ô trống nhé và đây là bài các em hãy thực hiện cùng cô Và đây là kết quả của cô, các em hãy đọc và đối chiếu xem có thực hiện giống cô hay không nhé. Giữa cơn hoạn nạn, một chiếc thuyền ra đến giữa dòng sông thì bị rò. Chỉ trong nháy mắt, thuyền đã ngập nước. Hành khách nhốn nháo hoảng hốt, ai nấy ra sức tát nước cứu thuyền. Duy chỉ có một anh chàng vẫn thản nhiên, coi như không có chuyện gì xảy ra. Một hành khách thấy vậy, không giấu nổi tức giận bảo Thiền sắp chìm xuống đáy xong rồi sao anh vẫn thản nhiên vậy anh chàng nọ trả lời việc gì phải lo nhỉ thiền này đâu có phải của tôi chuyện vui dân gian nếu bạn nào thực hiện trùng ý với cô cô gửi lời khen nhé vậy qua câu chuyện này đáng cười ở chỗ nào đáng cười ở chỗ anh chàng vừa ngốc nghếch vừa ích kỷ không hiểu ra rằng nếu thuyền chìm thì bản thân anh ta cũng chết Thế là chúng ta đã thực hiện xong vài rồi Đây là nhiệm vụ tại nhà của các em Một, viết chính tả Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực và cánh cam lạc mẹ Ở hai bài này các em hãy nhờ phụ huynh hỗ trợ đọc cho mình viết nhé Hai, xem lại các bài tập của đã hướng dẫn Làm bài tập 3B trang 7 và 2B trang 10 Ba, xem trước bài chính tả tiếp theo Tiết học đến đây là hết rồi. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi và thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập. Cô mến chào các em.